Alo, alo, xin chào anh chị em nha. Cập nhật tình hình thị trường trước cái phiên giao dịch của ngày mới. Thì trong cái phiên giao dịch ngày 8 tháng 8 thì chúng ta có một cái phiên thị trường giảm 7.56 điểm, kết cái phiên ở ngưỡng là 1.208. Trước khi đi vào phần thị trường thì chúng ta điểm qua các cái tin tức trong cái phiên giao dịch ngày 8 tháng 8 thì chúng ta coi là có cái tin tức nào nó ảnh hưởng nhiều đến cái thị trường như vậy hiện tại không nha. Ủy ban Trung ương kỷ luật lãnh đạo Đại Ninh. Ok. Đây, ngày hôm nay thì chúng ta có một cái thông tin mà anh chị em nhà đầu tư nếu mà đang giao dịch bằng cái căn cước công dân cũ á, cái chứng minh thư cũ á, thì anh chị em nhớ lưu ý là cập nhật nha, cập nhật cái thông tin thẻ căn cước công dân gắn chip để chúng ta giao dịch trong giai đoạn sắp tới á, nó được thuận lợi, tại vì nó đây là yêu cầu của các cơ quan quản lý về cái câu chuyện gọi là đồng bộ hóa các cái dữ liệu. Như anh chị em nào ngày trước mà chúng ta mở tài khoản bằng chứng minh nhân dân thì bây giờ yêu cầu sẽ phải là đổi qua cái làm cập nhật qua cái thẻ căn cước công dân gắn chip nha anh chị. Ok. Sau hai cái phiên giao dịch khá căng thẳng về cái câu chuyện gọi là carry trade của Nhật á, thì chúng ta thấy là ngày hôm nay thì các cái thị trường chứng khoán thế giới cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam á, thì chúng ta thấy là hôm qua thì cũng có phiên phục hồi. Đây, hôm nay thì thị trường chứng khoán thế giới thì quay trở lại điều chỉnh đỏ nhẹ nè, chứng khoán Hàn Quốc thì hiện đang đỏ nè. Nikkei 225 thì giảm hơn gần 1% nè. Các cái thị trường chứng khoán khác thì chỉ số future đỏ nhẹ. Ok, trở lại với diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước thì hôm nay chúng ta thấy là diễn biến của thị trường tích cực thì có cổ phiếu GAS. GAS thì trên cái công bố của doanh nghiệp ấy, thì đâu đó khoảng ngày 14 tháng 10 là sẽ bắt đầu là chốt cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 60% nha. Cổ tức bằng tiền tỷ lệ 60%. Anh chị em nếu mà chúng ta đang cầm cổ phiếu gas thì chúng ta lưu ý các cái mốc thời gian để mà chúng ta gọi là chốt quyền nhận cổ tức á, thì anh chị em lưu ý các cái mốc thời gian để chúng ta chủ động cái kịch bản giao dịch. Tiếp theo là Masan Vinhome lại tiếp tục đóng góp vào đà tăng này. Rồi các cái nhóm cổ phiếu ngày hôm nay liên quan đến đầu tư công thì khá là tích cực. Ngược lại thì nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng này, Techcombank thì hôm nay bị bán và cũng là một cái phiên gọi là đạt phá đáy đó, và chính Techcombank thì nó tạo ra cái sự tiêu cực cho các cái mã cổ phiếu khác của những ngân hàng như BD, Vietcom rồi MB, VPBank. Ngoài ra thì về cái mặt thanh khoản thì hôm nay chỉ có đạt giá trị là 16.800 tỷ thôi. Ngoài ra thì cái câu chuyện của trên thị trường của cái phiên giao dịch hôm nay là tâm điểm là cái cổ phiếu TCH và HHX, thì sau khi nó rộ lên cái câu chuyện là tin đồn về cái vụ gọi là thanh tra đấy, thanh kiểm tra đây, đồ thanh tra giao dịch từ giai đoạn 2021-2022 á, thì bắt đầu là TCH trong buổi chiều là chất sàn đi kèm với HHX đấy, xong bắt đầu là có những cổ phiếu khác nó cũng gọi là tự nhiên nó sàn luôn, ví dụ như HAG này, HVN nó cũng sàn, nên là nó tạo ra cho gọi là cái tâm lý rất là bất ổn trong cái giai đoạn này ở những cái cổ phiếu penny, rồi NHA cũng sàn này. Đó, và sau khi những mã cổ phiếu này nó sàn thì nó kéo theo cái thị trường chung là nó cũng tiêu cực. Ngược lại thì hôm nay cái nhóm đầu tư công thì lại khá tích cực như là HHV hôm nay lại giữ được sắc tím này, gì HHV hôm nay tím nè, để VCG tăng hơn 5% nè, LCG tăng 5.8% nè. Đó, nhóm đầu tư công ngày hôm nay lại khá tích cực, tâm điểm của phiên giao dịch ngày 1 tháng 8. Rồi tiếp theo là cổ phiếu gas là tăng hơn 2.9%.
Nước ngoài tiếp tục có một cái phiên bán hơn 1.000 tỷ. Ngày hôm qua nước ngoài họ cũng bán hơn 1.000 tỷ, hôm nay tiếp tục là một cái phiên bán 1.175 tỷ, bán 339 tỷ đối với cổ phiếu VGC, bán Vinhome 318 tỷ, bán Techcombank 214 tỷ, bán HBG 137 tỷ. Đà mua thì họ mua Hòa HD Bank, mua Vinamilk, mua Masan Gas FPT. Đó. Đó, thì cái này điểm qua. Chung ở đà bán của nhà đầu tư khối ngoại nó vẫn gọi là cả kinh nha. Không biết là cái giai đoạn này cái vụ mà carry trade đó, nó có liên quan gì đến cái thị trường chứng khoán Việt Nam hay không? Giống như cái câu chuyện là anh chị em hiểu cái carry trade nó giống như là các cái nhà đầu tư ở bên Nhật đó, người ta vay tiền của bên Nhật xong người ta cầm đi qua các cái thị trường khác người ta đầu tư đó. Thì ở bên thị trường chứng khoán Việt Nam không biết là bao nhiêu lượng tiền ở trong đây nó được dùng cho cái hoạt động đó. Đó thì hiển nhiên thì nó sẽ có cái câu chuyện gọi là khi mà người ta gọi là cái diễn biến mà yên á nó có tiêu cực á, thì ngược lại thì người ta sẽ phải chốt các cái tài sản khác, ví dụ như là chốt các cái cổ phiếu ở các cái thị trường khác lẫn cả thị trường chứng khoán Việt Nam, thì không biết là nó có nằm ở trong cái diện đó hay không. Đó mà chúng ta thấy là cho dù là chúng ta nói tỷ giá hoặc là đô la index tích cực đi nữa thì thị trường ta nó vẫn bị bán anh chị. Đó hai ba phiên gần đây bán là cũng là khá tiêu cực nha. Đấy phiên ngày hôm qua là bán 1.358 tỷ, phiên trước đó thì bán 700 tỷ, phiên trước đó bán 738 tỷ, phiên ngày hôm nay bán gần 1.200 tỷ nữa. Đó, thì cái tuần này bán cũng khá là quyết liệt, không phải đơn giản đâu. Mặc dù là tỷ giá này, chúng ta thấy tỷ giá thì đã rời xa khỏi cái vùng đỉnh của nó là ở cái vùng khoảng gần 25.500, 25.600 đúng không? Đó thì giờ là nó đã về 25.150 rồi. DXY thì cũng gọi là tích cực, DXY thì cũng loanh quanh những cái vùng 103 thôi. Đấy, nhưng mà về mặt ngắn hạn thì các cái gọi là thị trường chứng khoán nó đang gọi là phản ánh những cái thông tin tiêu cực khác của các cái gọi là giao dịch khác ở trên thị trường đó, nên là đâu đó thì nó vẫn gọi là cho chúng ta thấy những cái tín hiệu của sự tiêu cực. Đó có những cái tích cực nhưng mà tích cực rồi tiêu cực nó cũng đang xen nhau vậy, chứ không hẳn là tích cực hết rồi. Ok thì ngày hôm nay tâm điểm ví dụ như TCH đi, nó coi qua cả TCH với cái phiên sàn hôm nay như thế nào anh chị em thể thấy nè. Với cái phiên sàn ngày hôm nay thì chúng ta nhìn nhận thẳng với nhau á là cổ phiếu này á nó đang ở trong một cái xu thế giảm điểm nha. Đây nè anh chị em kể một cái đường trend line ra thì chúng ta thấy là cổ phiếu này nó đang trong một cái xu thế giảm điểm thôi. Đó hỗ trợ thì nó đang có một cái hỗ trợ ở cái vùng giá 16.5 ở đây đó, và nếu mà lùi xuống thì chúng ta sẽ có những cái vùng hỗ trợ trên khung đồ tiền tháng ở quanh giá 13.5 14 đó, đó là cái mặt hỗ trợ. Nhưng mà nếu mà anh chị em gọi là chúng ta gọi là đầu tư gọi là xác định để nắm giữ trung dài hạn đó, thì anh chị em quan tâm đến gọi là bắt hỗ trợ. Còn anh chị em nếu mà chúng ta chỉ quan tâm là đến đánh sóng đánh lướt đó, thì chúng ta nên chờ để gọi là nó gọi là vào sóng thì break cản thì chúng ta vô nó hay hơn đó. Rồi tiếp theo ví dụ như là HHS nè, đấy HHS cũng tương tự sóng giảm đấy, đi xuống đúng không? Đấy vẫn đỉnh sau tôi đỉnh trước đấy, sau tôi đẩy trước nè, vẫn trong xu thế đi xuống thôi đó. Về dưới đây thì nó có hỗ trợ, nhưng mà những hỗ trợ này thì không có đồng nghĩa là giá cổ phiếu nó phải bật lại nha. Nó có thể là nó sẽ có những cái câu chuyện gọi là ở những áp lực cung bất ngờ, ví dụ như điều tra hoặc là thanh điều tra nó có những cái tin tức gì đó nó xấu hơn, thì có thể là giá cổ phiếu nó bị đạp sâu hơn đó. Nên là anh chị em nếu mà chúng ta mua trong một cái sóng giảm thì chúng ta phải rất là quản lý cái tỷ trọng nó rất là ok nha. HG thì mình chưa biết cái thông tin gì, nhưng mà con này là cũng là một trong những con cổ phiếu sàn sớm, thì ngày hôm nay là nó sàn phá nền ấy, phá qua cái nền cũ kèm với một cái thanh khoản lớn đó. Thì với cổ phiếu HAG thì đúng là con này nó đi rất dị nha. Đây anh chị thấy nó có một cái nền không, đây nha, đấy nó có một nền khung tuần. Và với cái phiên mà phá sàn hôm nay á, thì chúng thấy là cái lực cung hàng ra rất nhiều và người ta phá qua như vậy á, thì bây giờ nó phá vỡ qua cái zone khung đồ tỷ tháng rồi đó. Đó thì không biết là cái giai đoạn này nó sẽ còn đi về đâu, có thể là nó sẽ còn quay lại với cái vùng dưới đây nó khoảng giá 9 đến 10 đó, thì nó cũng không chừng đấy. Ok rồi, một cổ phiếu mà tâm điểm của cái giai đoạn này mình đánh giá là cũng khá rủi ro, mặc dù là các cái yếu tố cơ bản tốt rồi
kết quả kinh doanh ấy. Nhưng mà cổ phiếu như là cổ phiếu ở đây như là cổ phiếu Techcombank, anh nhận thấy là sau khi mà nó đạt đỉnh này, phát hành thêm này, thì nó có những tín hiệu là nó gãy của khung đồ thị, gãy của Kijun ngày này, nhưng mà gãy của Kijun ngày thì nó chưa gãy luôn, nó giảm về đây thì nó gặp thằng Tekken tuần thì nó hồi lên này. Nó hồi lên xong rồi sau đó là nó lên sình, thì chính thức á, là cái là tuần trước là bắt đầu là đầu tuần này là nó bắt đầu là cái cây nến này nè, là nó bắt đầu nó gãy qua cái vùng 22.5, tức là nó tương ứng với thằng Kijun tuần. Và anh chị em thấy là giá cổ phiếu bắt đầu là gập nhanh xuống nè đó. Thì với cái trạng thái như thế này, chúng ta không có cần nhìn vào cổ cơ bản hay là vấn đề gì đó. Đây là cổ phiếu nó đang gọi là trong xu thế giá giảm và đang đi xuống đó. Mà khi mà giá giảm đang đi xuống thì chỉ có hai cách thôi. Một là chúng ta gọi là đầu tư mua về cái yếu tố cơ bản tốt, thì anh chị em nên canh mua ở những cái giai đoạn giá nó rẻ, chiết khấu về vùng giá tốt, nhưng mà cũng ưu tiên ở cái thị trọng đó. Còn nếu mà anh chị em gọi là chúng ta gọi là chờ tạo sóng, thì ít nhất cổ phiếu này nó phải gọi là lấy lại được cái vùng cạn ở phía trên này nè đó, thì lúc đó nó chúng ta mới có sóng tăng mới. Còn không thì chúng ta chỉ có cách là mua hỗ trợ rồi hồi lên cản thì bán thôi đó. Hai là mua hỗ trợ với tỷ trọng nhỏ để chờ thời đấy. Những cổ phiếu ngân hàng khác thì nó cũng thương mại khác nó cũng bị tác động bởi cái con Techcom, ví dụ như là đó MB nè, nó cũng tương tự mất Kijun tuần. VB đó, VB nó cũng tương tự nè, gãy Kijun tuần nè đó. Thì nếu mà nó văng ra khỏi cái vùng cái tích lũy tháng này là cũng xấu. Hiện tại là cái cây nến tháng thì chúng ta chưa có nhìn, tại vì nó cũng chưa gọi là kết nến tháng, nhưng mà trạng thái của VB giai đoạn này đang hơi xấu nha. Mất Kijun tuần là mình thấy xấu rồi đó, đây nè, mất cái Kijun tuần là mình thấy là xấu đó. SHB cũng tương tự đó, cũng gãy mất Kijun tuần đó, cũng gãy mất Kijun tuần xấu này. LB Bank thì nó vẫn giữ được Kijun tháng ở Kijun tuần. TB Bank này, TB Bank là nó cũng đã gãy xuyên qua cái hàng Kijun tuần rồi đó. Thì bây giờ là TB Bank nó lại lao về lại cái vùng hỗ trợ khung đồ thị tháng này đó, thì nó loanh quanh đây, không biết là ngày phi ngày mai ngày kia nó có rút chân hay không. Nói chung là mình mong chờ là cuối tháng thì nó rút chân lên đó, đầu tháng nó có thể tiêu cực nhưng mà cuối tháng rút chân lên thì cái khung tháng thì nó vẫn đẹp, nhưng mà hiện tại là khung tuần này thì là hơi xấu. Ngày mất Kijun ngày, tuần mất Kijun tuần là xấu. VB tương tự đó. Thì các cái cổ phiếu giai đoạn ngân hàng đó là nhiều cổ phiếu là nó mất Kijun tuần và nó về đến vùng hỗ trợ tháng luôn rồi đó. Thì cái nhóm ngân hàng này thì nó chỉ có phù hợp, bây giờ chỉ có phù hợp là cho anh chị em mà mua cổ phiếu trong khung dài hạn để tích lũy cổ phiếu thôi. Và cũng chỉ gọi là một số anh chị em nhà đầu tư mà theo kiểu là mua ở trung dài hạn thì tham gia được, còn đối với anh chị em mà lướt ngắn hạn giai đoạn này là hạn chế tham gia, hơi khó thật sự. Nhóm bất động sản, nhóm bất động sản thì chúng ta vẫn chưa thấy cái tín hiệu gì tích cực. Ví dụ như bất động sản của công nghiệp giai đoạn này cũng không có gì đẹp. Ví dụ KBC nè vẫn gọi là liên tục đào đáy đi xuống nè, mà đi xuống rất gấp nha. Đây, chỉ có BCM thôi, BCM là tích cực nhất của cái giai đoạn này đó, nhưng mà nó đi lên đây thì BCM đang gặp cái cản tuần ở giá 75. Thì anh chị em nếu mà chúng ta không có những vùng mua sớm, chúng ta có thể là chờ 75 chúng ta tham gia. Ở các cái cổ phiếu bất động sản thương mại khác thì nó cũng khá xấu, ví dụ như Nam Long nè, nó Nam Long vẫn trong cái đà trend lai giảm nè. KDH thì tích cực hơn xíu, nhưng mà nó chỉ là nhịp hồi trên khung đồ thị tuần thôi, có thể nó hồi lên khung tuần 36 37 gì đó. Novaland thì nó vẫn xấu nha, tuần tháng xấu hết. Phát Đạt, DG xấu, sale xấu, đất xanh là xấu. Nói chung là các cổ phiếu bất động sản thương mại giai đoạn này khá xấu, ít cổ không có cổ không mấy cổ phiếu đẹp. HDG thì nhiều anh em gọi là PR rồi quảng cáo về thủy điện đó, nhưng mà khi mà nó giảm thì nó vẫn giảm theo nhóm bất động sản đó. Nhóm chứng khoán thì có những cổ phiếu ví dụ như SSI nè đó, thì bây giờ nó nếu mà về mặt ngày tuần, khung ngày khung tuần thì đang xấu, nhưng mà khung tháng thì lại chiết khấu về vùng giá hấp dẫn đó.
thì nó chỉ có được một cái điều kiện là mua thấp ở vùng hỗ trợ thôi, nhưng mà trong xu hướng tăng thì con này nó vẫn chưa vào xu hướng tăng. Anh chị em đánh giá thì chưa có điểm mua. Nếu mà anh chị em đánh break thì chưa, anh chị em là muốn bắt hỗ trợ nằm vùng thì có thể vào. VND thì con này xấu, nằm dưới kháng cự ngày tuần xấu, tuần cả tháng cũng xấu nữa. HCM thì nó cũng giống như con SSI, có điểm mua ngay hỗ trợ nhưng không rồi thị tháng, nhưng mà cũng không phải là điểm mua trong gọi là trong sóng tăng này, gọi là điểm mua ngay hỗ trợ chờ thời với tỷ trọng nhỏ thôi. VC thì đã ra có tin tức là chia cổ tức nha, anh chị em quan tâm thì có thể mua. Mua ở đây thì cái tỷ lệ cổ tức nó sẽ tốt, nhưng mà chúng ta chỉ gọi là nếu còn nếu mà gọi là sóng tăng thì chúng ta chỉ vòng kỳ vọng những cổ phiếu này nó có nhịp nó hồi ngắn lại thôi, nó hồi ngắn lại lên đây kháng cự thì khoảng giá 46 47 đó, cũng không có nhiều đâu. STS à, trong chứng khoán thì nó cũng lên sình đi xuống thôi, giá cổ phiếu thì nó có hỗ trợ, chúng ta phải quan sát coi là một vài tuần một vài tháng coi là cái vùng hỗ trợ tháng đó nó giữ được hay không đó. Anh chị nào muốn tham gia sớm thì có thể lao vào mua hỗ trợ tháng, ví dụ như vít đèn trường hợp này, nhưng mà để mà vào sóng tăng thì nó phải chui ra được cái vùng cản thì nó mới vào sóng tăng, còn không thì nó chỉ là trong xu thế giảm thôi. Thép à, thép thì cũng tương tự, nếu có thì cũng chỉ có những nhịp hồi ngắn hạn thôi chị. Đó, đỉnh sau tương đỉnh trước nè, mất cả ngày mất cả tuần đi xuống nè. Bây giờ nó chỉ có những cái gọi là bắt vào hỗ trợ khung đồ thị tháng thôi, còn lại là khung ngày với tuần là đang xấu nè. Dầu khí thì hôm nay có BVS nè, dầu BVS thì chạm về hỗ trợ tháng ngay đây nè. Đó nó bật lại nè, đó tức là cái này mình đang cố nói với anh chị đó. Tức là giá nó về hỗ trợ tháng thì nó có những cái nhịp nó bật lại đó, thì chúng ta chỉ ăn được nhịp sóng hồ thôi, còn sóng tăng á, thì ít ra nó phải gọi là đạt được những cái tín hiệu, thứ nhất là vượt cản cản chéo, thứ hai là lấy lại kỳ tuần nó, còn hiện tại thì nó vẫn đang trong sóng giảm này anh chị, đâu vẫn trong sóng giảm, trước mắt giữa nhịp hồi thôi. BVD cũng tương tự, nó không xấu đi nhưng mà nó cũng không tốt hơn, mà dạo này nó còn đang phá hồi hỗ trợ tháng nữa, còn chưa biết sao. Cái cổ phiếu điện 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 như là con Pao này thì mình nhìn thấy khá tích cực nè, tích lũy nè, đó vượt cản nè, đó thì nếu mà ngày mai nếu mà sắp tới mà nó có những cái tín hiệu là đóng trên cái cản tuần ở cái cản cung đồ thị ngày là khoảng giá 14 thì anh chị em hoàn toàn có thể là chúng ta tham gia. Đấy, NT2 cũng là một cái trường hợp đáng lưu ý nè, NT2 một trường hợp đáng lưu ý nè, nếu mà con này mà nó vượt lại được cái giá 19.920 nè thì anh chị em nếu mà chúng ta đánh ngắn hạn người ta có thể tham gia, chúng ta làm một cái nhịp hồi lên đâu đó khoảng giá 21.522. Đa số cổ phiếu thì giai đoạn này thị trường giảm mạnh đó, nó cũng vẫn đang trong cái trạng thái anh chị thấy cắm xuống đó, chưa có tín hiệu gì đó. BC1 thì ngày hôm nay nó cũng đâu đó nó cũng có sự bật lại theo nhóm đầu tư công đó, nhưng mà hồi lên gặp cản này. BC1 thì nó phải thoát lên đoạn cản trên này khoảng 28 29 thì nó mới có những cái điểm mua, thì điểm mua này nó chỉ mang tính chất là điểm mua để hồi lên cản tuần khoảng giá khoảng trên này khoảng giá 29 30 thôi. À, nhóm công nghệ cũng tương tự, đa số các cổ phiếu giai đoạn này là đều đang gọi là cắm xuống nha, chỉ có cái nhóm ngày hôm nay thì mình thấy gọi là tích cực là nó có nhịp hồi lên từ đáy là cái nhóm đầu tư công đó. Nhiều cổ phiếu đầu tư công thì giai đoạn này là phá đáy liên tục này đó, nhưng mà thanh khoản thấp đúng không, ngày hôm nay là một cái phiên gọi là break kéo ngắn hạn, kỳ thanh khoản lớn thì có thể là nó sẽ hồi lại những vùng kháng cự tuần, thì anh chị em có thể là vào trước mắt nó đánh một cái nhịp ngắn. Ở những cái nhịp trong chung dài hạn hơn á, thì nó phải lấy lại được cái vùng kháng cự tuần thì lúc đó chúng ta mới tính, còn hiện tại là nó chỉ đang cho chúng ta là những cái nhịp gọi là đảo chiều ngắn lên những vùng kháng cự trên khung đồ thị dài hơn đấy. Sản xuất thì có nhóm dệt may, nhóm dệt may thì ngày hôm nay thì nó có cái câu chuyện gọi là khủng hoảng ở Bangladesh, mà anh chị biết là Bangladesh thì là cái quốc gia mà nó cạnh tranh với Việt Nam rất nhiều trong cái gọi là may mặc đúng không đó, thì các cái mã cổ phiếu mà khả năng có thể hưởng lợi ví dụ như là GIL nè, TNG nè, TCM nè, đấy MSH nè, thì anh chị em có thể quan sát cái nhóm này, nó cũng là một cái ý tưởng để chúng ta
đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Bán lẻ thì có nổi bật là Masan, nhưng mà Masan thì nó chưa vượt cản được cái gì. Masan nó đang có cái vùng cản chéo của kênh tích lũy ở trên này, nếu nó vượt được thì mới tích cực nha. Vận tải biển thì chúng ta có BVT. BVT thì nó đang có câu chuyện ở chia cổ tức 20% bằng tiền nha, thì cũng hấp dẫn. Nếu mà anh chị em ở với mức giá 27 này thì nó cũng tương đối hấp dẫn. Ấy, nhưng mà anh chị nó là sẽ còn tùy thuộc vào cái chiến lược. Nếu mà anh chị em nhà mình mà chỉ gọi là chỉ đơn thuần là muốn mua để ăn trên giá cổ phiếu thì chúng ta cũng không cần quan tâm đến câu chuyện cổ tức làm gì. Còn nếu mà anh chị em chúng ta mua để gọi là hưởng cổ tức dài dài á, thì mình đánh giá là đối với những cổ phiếu mà ăn chắc mặt bền như BVT thì nó cứ giảm về đâu khoảng đầu giá 20 anh chị em mua ăn cổ tức cũng ok. Tại vì cái tỷ lệ cổ tức thì nó cũng quanh loanh quanh cái gọi là tiền gửi ngân hàng đó, thì nó cũng là một cái mà chúng ta thể là chúng ta cân nhắc được. Ok, đó thì cái đó là cái mà mình cập nhật qua về các cái mã cổ phiếu. Còn về mặt tình hình thị trường thì sao? Tình hình thị trường thì mình thấy là sau cái phiên ngày hôm nay thì thị trường chúng ta nó hồi lên, nó gặp cái kháng cự 1.220 đó, thì giống như mình nhắn cho nhóm khách hàng á, thì nếu mà nó lên kháng cự 1.220 nó vượt được á, thì nó chỉ lên được kháng cự 1.235 thôi đó, rồi có khả năng là nó sẽ rủ lại để nó có những cái nhịp nó tới đáy hai đó. Thì ở trên đây á, thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta thì sau kết phiên á, thì nó ít nhất á, thì nó vẫn gọi là đang giữ được cái đáy cũ ở đây, nói chung là nó vẫn gọi là đóng cửa ngưỡng 1.208 này nè đó, thì đâu đó thì chúng ta nó vẫn còn cái dư địa để nó gọi là tăng lên trên này nha. Nhưng mà nếu mà ngày mai á mà thị trường chúng ta nó lại tiếp tục bị đạp xuống thì chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho cái bộ mà về test đáy hai ở cái vùng quanh 118x đó. Và chúng ta xác định là thị trường á giai đoạn này nó sẽ khó mà nó tăng nhanh lắm, tại vì nó giảm mạnh đó, giảm mạnh xong rồi đi xuống thì nó chui xuống cả tuần, thì nó khi mà nó hồi lên nó sẽ gặp rất là nhiều cái lực kháng cự, lực bán ở phía trên, nên anh chị em chúng ta hết sức là chúng ta phải phòng ngừa cái rủi ro, cái câu chuyện gọi là chúng ta mua cho những cái phiên gần cản, đặc biệt là chúng ta mua chúng những cái nhóm cổ phiếu yếu đấy. Ok, thì cái này là cái mà mình muốn cập nhật cho anh chị em thôi. Về mặt thị trường chúng ta thì chúng ta nhìn thấy thì index giai đoạn này xác suất cao sẽ có những cái nhịp test đáy hai, thì chúng ta quan sát coi là test đáy hai có giữ được cái vùng quanh 1.200 này kia hay không nha. Nếu mà thị trường chúng ta test đáy hai vẫn giữ được quanh 1.200 thì chúng ta sẽ có những cái kỳ vọng là index của chúng ta nó sẽ có những cái nhịp hồi đó, hồi lên lên cái kỳ dương tuần ở bên đây tương ứng vùng 1.242, 1.250 đó, nó hồi lên đây được rồi nó giảm, hay là nó hồi lên đây rồi nó hồi tiếp thì lúc đó chúng ta tính tiếp nha. Thì bây giờ chúng ta chỉ có view là giữ được hỗ trợ thì có xác suất là hồi lên cản ở trên này đó. Còn cái gì mà tăng còn giảm xuống thì sao? Giảm xuống thì chúng ta vẫn phải chừa cho cái kịch bản là giảm về dưới cái vùng hỗ trợ tháng ở dưới vùng 1.165 nha. Đây thì cái này là cái mà mình lưu ý cho anh chị em trong giai đoạn này. Còn về mặt sóng, về xu hướng thì chúng ta thấy là thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm, nên là giờ cứ là đoán đoán ở đâu rồi em khẳng định đáy ở chỗ nào để cho anh chị có thể là chắc chắn mua thì rất khó anh chị. Qua đáy mới biết đáy ở chỗ nào đúng không? Đó, qua vùng cân bằng đáy thì mới biết đáy là chỗ nào. Ở đoạn này thì chúng ta chỉ biết là khi mà thị trường nó về vùng 1.180, vùng 1.165 thì cái PE của thị trường nó lại gọi là tương đối là rẻ. Đó, rẻ và nhiều cổ phiếu thì nó cũng đã chiết khấu vào những vùng giá hợp lý. Đó thì nó cũng cho chúng ta những cái gọi là vùng mua chiết khấu. Đó thì quan trọng là cái chiến lược chúng ta mua và cái khoảng thời gian chúng ta nắm giữ nó như thế nào. Ok. Thì nếu anh chị em nhà đầu tư cần người đồng hành, người hỗ trợ TS ở đây, có thể liên hệ với em Đức theo số trên màn hình nha. Ok, cảm ơn anh chị ạ.